8 tháng qua, kim ngạch xuất khẩu rau quả ước đạt hơn 4,6 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Đặc biệt, kim ngạch xuất khẩu rau quả tháng 8 tăng tới hơn 60% so với tháng trước đó. Ngoài ra, việc quả bưởi Việt Nam được xuất khẩu sang Hàn Quốc, sầu riêng đông lạnh và dừa tươi được xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc cũng mở ra nhiều cơ hội cho ngành rau quả tăng trưởng.